hai người còn hay động thủ. Nếu đã đến đây rồi, hãy để ta phân biệt. Ngươi có phân biệt được không? Ngay cả từng sợi lông trên người cũng không khác. Ta cũng không thể phân biệt. Hả? Bồ Tát, ngay cả người cũng không phân biệt được ai thật ai giả. Bồ Tát còn không phân biệt được thì để tôi phân biệt cho anh em. Đâu là Legend 5, đâu là Legend Slim 5. Năm nay, Lenovo đã làm khách hàng khá là hoang mang bởi vì họ thêm một cái tên nữa vào dòng sản phẩm của mình. Đấy là Legend Slim 5. Hồi trước chỉ có Slim 7 thôi. Nghe Slim là thấy mỏng đúng không? Vậy thì mỏng như thế thì có nóng không? Nóng như thế thì hiệu năng có giảm không? Chúng ta hãy cùng đi vào bài review chi tiết ngày hôm nay nhé. Năm nay thì Lenovo thay đổi tên và đồng nhất tên của các dòng sản phẩm Legend. Nghĩa là chúng ta sẽ đưa hết số xuống cuối. Chúng ta có Slim 5 này, Slim 7 này, Pro 5 này. Không như năm ngoái là 5 Pro với cả 5i Pro nữa. Và thực chất thì dòng Legend 5 bản thường ấy năm nay được đổi tên thành Slim 5. Nghe Slim thôi nhưng mà cái độ dày của nó cũng chả thay đổi tí nào cả. Mình sẽ để bảng thông số ở đây để anh em theo dõi nhá. Chúng ta có thể thấy ở đây là Lenovo Slim 5 với RTX 4050 có độ dày ngang ngửa với cả Legend 2022 trước đấy. Thậm chí là phiên bản RTX 4060 của Lenovo Slim 5 nó còn dày hơn nữa. Lenovo đúng là chúa bịp. Đặt cái tên Slim mà độ mỏng chả thay đổi gì cả. Thì cũng nhưng mà phải nói là công bằng cho Lenovo một tí. Nếu mà so với cả các hãng gaming khác thì chúng ta có Dell có G15 16 này, chúng ta có Acer với cả Helios Neo 16 này, thì đúng là Slim 5 mỏng hơn thật. Thì ok, chấp nhận Slim nhá. Nhưng mà vì cái tên này ấy mà mình bị các bạn hỏi rất nhiều là thế máy có nóng không? Hiệu năng có giảm không? Đấy, các bạn thấy rồi đấy, so với phiên bản trước thì nó có giảm đi được tí nào đâu. Nên là chắc là nhiệt độ vẫn thế. Chúng ta sẽ có một bài test ở cuối video nhá. Anh em hãy nhìn vào thiết kế của em máy này đi. Mình có cảm giác nó nâng cấp hơn một chút so với phiên bản năm ngoái. Có vẻ đẹp hơn, mềm mại hơn. Và có một chút thiết kế của Slim 7 vào trong này. Chúng ta có một mặt lưng rất Legend này, được làm bằng kim loại cứng cáp, chắc chắn và dày dặn. Lenovo thì đã phủ một lớp sơn nhám, đem lại cảm giác sờ cực kỳ thân thiện, lại cho bớt cái cảm giác lạnh lẽo của kim loại nữa. Đặc biệt là vào mùa đông ấy, anh em nào mà đã không có gấu rồi còn sờ vào mấy cái máy lạnh lạnh thì chắc là chết đi trong lòng một ít. Chúng ta thì có một màu là gray. Mình thì khá thích cái màu gray của Lenovo nhá. Bởi vì là nó tinh tế này, sang trọng, nó cũng quý tộc hơn so với các sản phẩm khác ở trong cùng tầm giá nữa. Tiếp theo là ở mặt trong này, chúng ta có một viền màn hình rất là mỏng, một G nhô lên đặc trưng của nhà Legend rồi. Chúng ta có webcam làm nhỏ đi và có cả mic thoại nữa. Điều ăn tiền nhất của phiên bản năm nay so với phiên bản năm ngoái mình thấy chính là viền màn hình. Chúng ta có thể nhìn thấy viền màn hình bên dưới được làm mỏng đi rất là nhiều. Đúng chuẩn Slim đây chứ đâu nữa. Mình thấy thì cả cái máy này có mỗi phần này là mỏng đi thôi. Cái viền màn hình này thì được thiết kế khá giống như là phiên bản Pro, rất là đẹp về phần thiết kế. Một điểm khác biệt nữa của phiên bản năm nay, đấy là phần bản lề được làm liền khối. Nó cao cấp tương tự như là thiết kế của Slim 7 ấy. Nó không còn là bản lề đôi giống như phiên bản năm ngoái nữa. Mình rất là thích bản lề của chiếc máy này. Nó có độ cứng cáp và chắc chắn để có thể dễ dàng mở bằng một tay này. Từ vị trí mở cũng có thể mở lên một góc rất là rộng, lên đến 180 độ. Thì dễ dàng chia sẻ ứng dụng cũng như là xem phim từ mọi hướng luôn. Nói chung là cũng xịn với da gì đấy. Đây, anh em cùng nhìn ra phía sau này. Chúng ta sẽ không còn thiết kế nhô ra giống như phiên bản Legend 5 2022 nữa. Mà thiết kế lần này được bê từ Slim 7. Anh em sẽ thấy là có một đường vát chạy dài, trông rất là đẹp mắt. Vừa đơn giản lại vừa cho cảm giác khỏe hơn cho máy nữa. Ở đằng sau chúng ta sẽ có hai khe tản nhiệt rất là to này. Và hai khe tản nhiệt ở hai bên nữa, nghĩa là chúng ta có tận 4 khe tản nhiệt, giúp cho cái luồng khí lưu thông không bị om ở cái phần linh kiện phía sau, làm cho khả năng tản nhiệt của máy tốt hơn. Nghĩa là dù là Slim nhưng mà khả năng tản nhiệt cũng không tồi đâu. Chúng ta sẽ cùng đo cái khả năng tản nhiệt của em máy này ở phần sau của video nhá. Anh em cũng nhìn xuống đáy máy đây, chúng ta sẽ có toàn bộ khu vực này là cái nơi lấy gió để làm mát, rất là thoáng đúng không? Như này thì anh em lo gì Legend 5 Slim Fake này nóng nữa. Gờ cao su cũng được đẩy lên rất là cao, giúp cái việc lấy gió tươi và làm mát một cách dễ dàng hơn này. Mặt D này thì gần như giống hệt với phiên bản Legend 5 2022 rồi. Cũng được làm bằng nhựa anh em nhá. Quay trở lại với mặt phía sau này, anh em thấy là các cổng kết nối lớn nên được đẩy hết ra phía sau. Chúng ta sẽ có hai cổng USB Type-A 3.2 Gen 2, một cổng HDMI này,
một cổng mạng LAN và cổng nguồn. Ở phía bên phải thì sẽ có lẫy bật tắt camera, một khe SD card. Bên trái thì sẽ có hai cổng USB Type-C 3.2 Gen 2 và một cổng tai nghe 3.5. Năm nay thì nhiều người bảo là hai cổng USB Type-A thì hơi ít, nhưng mà bù lại thì anh em sẽ có hai cổng USB Type-C mà. Như thế thì chúng ta sẽ có tốc độ truyền tải dữ liệu được nhanh hơn chứ, đúng không? Ngoài ra thì với một điểm đặc trưng của Legend Slim, đấy là chúng ta sẽ có khe thẻ SD. Anh em nào làm về media, chỉnh sửa ảnh, lấy dữ liệu trực tiếp từ camera ấy, thì đây sẽ là một cái điểm rất là đáng lưu ý cho anh em. Và có vẻ như anh em làm về media sẽ khá thích cái điểm này đấy. Những cái chiếc laptop doanh nhân, những cái chiếc laptop cao cấp ấy, thì đều trang bị đóng mở camera vật lý. Nói trắng ra là che nó vào ấy. Nhưng mà như cái chiếc Slim 5 này thì chúng ta sẽ được trang bị đóng mở camera bằng lẫy điện. Xịn hơn đúng không nào? Là cho chúng ta cái cảm giác an toàn và yên tâm hơn khi sử dụng. Và chúng ta đi vào cấu hình chi tiết nhé. Phiên bản mình đang có trên tay đây là phiên bản i5-13500H. Con chip này thì chúng ta sẽ có turbo lên đến 4.7GHz, 12 nhân, 16 luồng. Trong đấy có 4 nhân hiệu năng cao và 8 nhân tiết kiệm điện. Với RAM năm nay thì hãng trang bị luôn cấu hình 16GB DDR5, bus cao luôn cho anh em, bus 5600. RAM được bố trí một thanh này, chúng ta có hai khe nâng cấp lên đến 64GB, thoải mái sử dụng luôn. Với SSD thì được trang bị sẵn SSD 1T luôn, bản 512GB thì sẽ rẻ hơn một chút. Chuẩn SSD ở đây là NVMe Gen 4, thì chúng ta sẽ có tốc độ đọc ghi vượt trội hơn với phiên bản Gen 3. VGA thì chúng ta sẽ được trang bị RTX 40506GB GDDR6. Wi-Fi kèm theo máy thì cũng là Wi-Fi rất là xịn rồi, 6E AC211, băng thông lên đến 160MHz, anh em có thể yên tâm với kết nối ổn định của nó nhé. Cấu hình là như vậy rồi, vậy thì màn hình thì sao? Theo mình thấy cái sự đột phá của Slim năm nay so với Legend 5 thường năm ngoái, đấy chính là tỷ lệ màn hình 16:10. Chúng ta có một tấm nền IPS kích thước 16 inch, tỷ lệ phủ màu là 100% sRGB, tần số quét 165Hz và độ sáng là 350 nit. Mình thấy đây là một màn hình cực kỳ chất lượng và thường chỉ thấy trên các dòng Pro mà thôi. Chúng ta có rất nhiều công nghệ như là G-Sync này. Có một công nghệ mới đó chính là công nghệ làm tươi màn hình trong Lenovo Vantage. Anh em vào Lenovo Vantage nhé, bật tính năng Refresh Rate này lên. Với cái tính năng này thì cho phép màu sắc thay đổi nhanh theo từng khung hình trong game. Anh em cũng biết rồi đấy, trong Lenovo Vantage thì cũng có quản lý rất nhiều hệ thống như là quạt này, hiệu năng CPU này, GPU, cho anh em bật tắt Must Switch nữa. Cũng rất nhiều thứ hay ho luôn. Thì đấy là cấu hình và màn hình rồi. Vậy thì chúng ta sẽ đi về phần bàn phím nhé, xem có gì khác biệt hay là đột phá không nhé. Chúng ta vẫn sẽ có một em full size đầy đủ hết tất cả mọi thứ với kích thước phím rất là đồng đều. Ngay cả bốn phím điều hướng ở phía bên này này, họ cũng cho chúng ta một kích thước rất là lớn để dễ dàng di chuyển và chơi các tựa game như là đua xe này, FIFA Online 4 này. Đặc biệt hơn là khi hệ thống phím của Lenovo có hành trình phím rất là sâu, lại có công nghệ giảm tới 30% tiếng ồn, tức là chúng ta sẽ gõ ở trên này êm hơn rất là nhiều, không hề phát ra tiếng lạch cạch. Anh em chơi game hay làm việc là thoải mái hơn, tập trung hơn rất là nhiều anh em ạ. Với phiên bản Slim 5 i7000P trang bị cho chúng ta LED trắng mà thôi. Thêm một điểm là Slim 5 thì chúng ta sẽ không có mật khẩu vân tay hay là khuôn mặt. Ừ thì nó cũng giống như các mẫu laptop gaming khác thôi, như là Dell G16 này, Neo 16 hay là HP Victus. Nhưng mà laptop gaming mà anh em, hãng tối ưu về cấu hình, về màn hình là tốt lắm rồi. Nhưng mà không có cũng hơi tiếc anh em ạ. Đó là bàn phím, còn touchpad thì sao? Chúng ta có một touchpad đủ to, cảm giác gì rất là tốt, tương tự như bản 2022. Chúng ta vẫn thoải mái sử dụng lướt web này, xem phim bằng cách thao tác chuột mà không hề bị cấn mà phải dùng chuột ngoài nhé. Touchpad rất là mịn, rất mượt, không hề tạo cảm giác rít hay khó chịu nào cả. Touchpad và bàn phím được bố trí trên mặt C cực kỳ đầm và chắc chắn. Anh em nhìn này, mình có ấn thử thì cũng rất ít cảm giác flake từ mặt phím. Thật sự là yên tâm phải không anh em? Mặc dù mặt C vẫn làm từ nhựa thôi. Lenovo tài thật đấy. Máy còn được đi kèm với một cục sạc khá lớn, 230W. Tổng trọng lượng của máy là 2,8kg gì đấy anh em ạ. Máy slim fake, nhưng mà nặng. Máy ăn nhiều điện thế này thì chắc hiệu năng cũng phải ok đúng không anh em? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng test hiệu năng và tản nhiệt của em máy này nhá. Nhiều anh em chắc là mong chờ phần này đúng không nào? Mình sẽ test trên hai tựa game, một là tựa game eSports và một tựa game khác là AAA, để xem hiệu năng của nó thế nào nhá. Đầu tiên là tựa game phổ thông Liên Minh Huyền Thoại, chắc chắn là không thể làm khó được em nó rồi. Mình setting mọi thông số đều ở max setting luôn, ở phân giải 2K chứ không phải là Full HD đâu, mà FPS toàn 200 vào combat là xuống 150, trong khi CPU ăn có 20W điện thôi, nhiệt độ là 70 độ C.
Còn GPU ăn tới 3540W này, với nhiệt độ cũng siêu mát là 63 độ C thôi. Tiếp theo là với tựa game nặng đô hơn là Forza Horizon Zero. Mình có thử hai cài đặt, một là hai setting 2K và setting medium. Ở setting cao 2K thì FPS là khoảng 64, CPU chạy tầm 70 độ. Tựa game này ăn siêu tốn GPU với 100% và tiêu tốn 84W, mà CPU nhiệt độ chỉ tầm 70 độ C thôi. Các bạn có thể thấy ở hai mức setting của Forza Horizon Zero không? CPU đều chạy rất ít và ăn siêu ít điện, chỉ tầm 20-30W thôi. Đây cũng chính là điểm đột phá của năm nay. Lenovo trang bị thêm một công nghệ AI có tên là Lenovo LA1. Nó cho phép tự động điều tiết điện năng tiêu thụ một cách thông minh, giúp tối ưu hiệu năng hơn. Khi mà GPU cần điện ấy, thì nó sẽ cho phép cấp điện cho GPU mạnh mẽ và nhiều hơn này, còn vẫn giữ được hiệu năng ổn định của CPU. Tiếp theo, nó sẽ tối ưu pin theo tác vụ sử dụng, giúp cho viên pin 80Wh trang bị trên Lenovo Slim 5 có thời lượng sử dụng tốt hơn. Nói về pin thì Legend Slim 5 có viên pin với dung lượng cất cao cấp, ví dụ Victus, Dell G15, này, Acer Nitro 5, Gex Pro chỉ trang bị pin khoảng 70W thôi, pin của Slim lên tới 80W cơ, nhưng vẫn kém các pin dòng cao cấp như là Legend Pro hoặc là Dell G16. Hôm nay bài đánh giá dài như thế này thì mới lột tả hết được em Slim 5 anh em ạ. Và chúng ta tóm lại là sẽ có một em máy thiết kế đẹp hơn, hiện đại hơn với thiết kế gần giống với cả Slim 7. Chúng ta sẽ có một màn hình đẹp hơn với màn hình 2K, tỷ lệ màn hình là 16:10. Và gọi là Slim nhưng mà nó cũng không hề mỏng hơn các phiên bản trước đâu. Và tất nhiên sẽ không nóng hơn, hiệu năng vẫn rất ok. Anh em thấy sao? Nếu thấy hay thì hãy để lại một like và subscribe cho Normal Computer anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!